ngày 17 tháng 7, mạng xã hội lan truyền một đoạn video và những hình ảnh về một vụ việc hy hữu. Hai du khách người Pháp sử dụng dịch vụ xích lô dạo quanh phố cổ Hà Nội tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sau chuyến đi, du khách người Pháp đưa 1 triệu 500 nghìn đồng và được xích lô trả lại 900 nghìn đồng tiền âm phủ, bao gồm một tờ 500 nghìn đồng và hai tờ 200 nghìn đồng. Sau đó, vị khách này đã đem số tiền đó trả cho một lái xe taxi. Khi được giải thích đây là tiền âm phủ, không thể sử dụng, người du khách nước ngoài đã vô cùng thất vọng và hủy luôn tour đi Hạ Long. Hình ảnh xích lô đã được du khách cung cấp, hy vọng lực lượng chức năng sẽ sớm tìm ra được tài xế xích lô lừa đảo này.